Xin chào các bạn, cuốn phim trở lại rồi đây. Cô gái đang ăn không ngừng, ăn và ăn, tiếp tục ăn, cuối cùng cô đã trở thành béo tròn như thế này đây. Cô ấy tên là Anja, là một đầu bếp bánh. Cô ấy có một người bạn trai đẹp trai với toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Mỗi khi bạn trai tập thể dục mỗi ngày, cô ấy lại ăn không ngừng. Bây giờ cô đang nhìn vào thân hình đầy mỡ trên bụng vừa buồn phiền. Khi cô thở mạnh, đó không thể che giấu được. Tuy nhiên bây giờ cô không thể mặc chiếc váy nào vừa, hàng họ cứ bung ra cả. Mặc dù Anja đã thử rất nhiều đồ, nhưng không có cái nào làm cô vừa lòng. Cô cố tìm một chiếc váy che khuyết điểm của mình, nhưng cô đã thử rất nhiều lần. Anja càng mặc càng khiến cô béo thêm mà thôi, chiếc kia không vừa, chiếc này lại nhỏ quá. Những điều tồi tệ hơn còn đang đợi cô phía trước. Trong đám cưới, cô ngồi trên bàn ăn và ăn không ngừng. Người yêu Anja nhìn thấy cô mà không chịu nổi. Anh ta đề nghị chia tay trực tiếp. Anja ngay lập tức giải thích rằng vì cô là một đầu bếp, thỉnh thoảng cô phải thử bánh mới biết được. Nhưng bạn trai cho rằng tất cả đều là cái cớ. Bởi vì Anja không ngừng ăn suốt ngày, cô không chỉ ăn bánh mà còn nhiều thứ khác nữa. Lúc này, vô tình cặp đôi mới cưới đi tới. Họ đã không gặp Anja trong một thời gian dài. Người vợ mới tò mò hỏi Anja một câu, bạn có mang bầu mấy tháng rồi? Câu hỏi này khiến Anja tổn thương, cô khóc và rời khỏi hôn trường đám cưới. Anja cảm thấy suy sụp như mất hết mọi thứ. Cô chỉ có thể ngủ trên ban công nhà bạn thân. Cô trở nên tuyệt vọng và ăn uống hết cả ngày. Cô không ngừng theo dõi trạng thái của người yêu cũ. Cô đã rơi vào tình trạng buồn bã và không còn có đủ nghị lực để tiếp tục. Cô chỉ nằm và ăn, ăn rồi lại uống suốt ngày, liên tục cập nhật trạng thái của người yêu cũ. Cuối cùng, người bạn thân không thể chịu đựng nữa. Cô ấy tìm đến Anja, nói với cô ấy rằng có một người bạn trước đây của cô ấy bị bạn trai bỏ vì quá béo. Nhưng cô ấy đã giảm 30kg sau khi chia tay. Người đàn ông bỏ rơi cô ấy đã đến với hoa hồng, khiến anh ta quay trở lại với cô ấy, yêu cầu tái hợp. Câu chuyện này đã thức tỉnh Anja đang suy sụp. Cô ấy quyết định bắt đầu giảm cân. Cô ấy vào phòng tập gym và thấy một cô gái đang tập thon gọn. Cô ấy cũng giơ lên vài lần, mệt rồi, đổi máy đoạn tập khác. Mệt lắm rồi, đủ rồi đấy. Anja đến cân nặng của mình. Cô ấy chắc chắn đã giảm cân, nhưng khi nhìn thấy con số không đổi, Anja ngay lập tức từ bỏ. Nếu không tập được thì cô ấy sẽ đi tắt. Thoa kem giảm cân lên bụng và bọc trong bao bì thực phẩm. Ngày mai chắc chắn sẽ giảm được vòng eo. Nhưng vì không ăn tối nên cô ấy không thể ngủ được vào nửa đêm. Vì vậy cô ấy bò lên và mở tủ lạnh. 1, 2, 3, kế hoạch chưa bắt đầu đã thất bại. Có vẻ như vẫn phải giải quyết vấn đề gốc rễ. Anja quyết định chỉ uống nước khi đói, trong khi làm việc vào ngày hôm sau. Anja vô thức liếm kem trên ngón tay, nhưng bỗng nhớ ra mình đang giảm cân, liền quay người làm vài cái thể dục để đốt cháy năng lượng từ kem, dường như là vậy. Nhưng đến tối, nhìn chiếc bánh cô tự làm, Anja đi lại, tự nhủ phải kiềm chế. Nhìn đôi mắt nhỏ trên bánh nói với cô cảm thấy quá khó chịu. Cuối cùng, cô khóc mà ăn bánh, cảm giác phận công đổ xuống. Cô phẫn nộ vì mình béo, cô cũng hận không kiềm chế được sự cám dỗ, càng tức giận thì càng ăn nhiều hơn. Anja cảm thấy mình đang rơi vào vòng xoáy tội lỗi, dường như chỉ có ý chí mà thôi là chưa đủ. Vấn đề chính đối với một cậu bé béo nhỏ là gì? Trong tiềm thức của mỗi người, họ đều cảm thấy rằng họ không quá béo. Nhưng nếu thực sự muốn giảm cân, họ phải đối mặt với tình trạng béo của mình, sau đó cố gắng thay đổi nó. Cậu bé béo đã tìm thấy Anja và mời cô đi giảm cân cùng nhau, giám sát lẫn nhau. Anja đã đồng ý. Lần đầu tiên chạy bộ, Anja chạy rất nhanh, nhưng chạy được 2 phút 51 giây, cô đã thở không ra được. Lần thứ hai, cô ấy đã chạy được 4 phút 14 giây. May mắn có cậu bé béo để khích lệ và giám sát bên cạnh. Dần dần, Anja đều đã duy trì được việc chạy bộ kết hợp với tập thể dục chịu tải, từ công viên đến rừng, từ bờ biển đến đỉnh núi, từ nửa chặng đường chạy marathon đến đầy đủ chặng đường, thậm chí hoạt động thể chất khi trời mưa. Mỗi ngày vật lộn cho đến khi mệt mỏi mới dừng lại. Một trong hai nguyên tắc giảm cân bước chân đã hoàn thành, chỉ còn lại việc kiềm chế khẩu phần ăn. Dưới sự giúp đỡ của cậu bé béo, Anja đã học cách ghi lại chế độ ăn uống của mình để kiểm soát lượng calo tiêu thụ hàng ngày, kiên trì chỉ ăn rau không ăn thịt. Ngày qua ngày, Anja đã kiên trì và cuối cùng nỗ lực của cô ấy cũng đã được đền đáp. Trong một tháng, Anja giảm cân mất 30kg. Bây giờ cô ấy chuẩn bị tìm kiếm người yêu cũ. Bây giờ cô ấy tự tin đi bên cạnh người yêu cũ. Người yêu cũ thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Anja đang nhìn về phía mặt của anh ấy. Anja rất hạnh phúc, cô ấy cố ý không nhìn anh ấy. Phương pháp này được sử dụng để dụ dỗ, thật sự rất hiệu quả. Người yêu cũ ngay lập tức tiếp cận và tự ý khoe vóc dáng của mình, thu hút sự chú ý của Anja và được họ trải qua thời gian vui vẻ cùng nhau trong nước, cho đến khi một người phụ nữ gầy hơn và quyến rũ hơn đi qua. Đó là người yêu hiện tại của anh ta. Anja tan nát trong tình trạng của cô ấy. Cô ấy lại bị đánh gục lần nữa. Anja cạn kiệt gọi cho bạn của cô ấy. Siêu to khổng lồ giúp cô ấy phân tích. Anja lớn lên trong gia đình đơn thân, thiếu tình thương của cha. Nếu cô ấy có thể trực tiếp trò chuyện và giải quyết mối quan tâm với cha mình, cô ấy sẽ thoát khỏi bóng tối của đổ vỡ tình cảm. Vì vậy, Anja đã liên hệ với cha mình để hẹn gặp. Nhưng cuộc gặp lần này không suôn sẻ, cha cô đã có gia đình mới. Cuộc trò chuyện tại bàn ăn tối thậm chí còn tồi tệ hơn. Anja nói mình là một đầu bếp bánh ngọt. Cha nói rằng ông đã bán phòng tắm hơi của mình đến thủ đô. Anja tâm sự với nhà rằng mình sắp được thăng chức. Cha anh ta nói với ông ta rằng phó chủ tịch đã đến thăm gần đây. Anja có chút không thể nói tiếp. Cô ấy bắt đầu hồi tưởng lại những ký ức đẹp của quá khứ.
nhưng cha cô chỉ nhớ An Gia làm trò giơ ngón tay giữa với ông. An Gia lấy chiếc áo mà cha mình từng mặc, cô đã cất nó từ rất lâu. Cô vẫn nhớ ông ấy mặc chiếc áo này khi nhảy múa, nhưng cha cô đã quên nó từ rất lâu rồi. An Gia hưởng không đủ số điểm 0,5 nữa, không thể bù đầy ngay lập tức. Cuộc trò chuyện kết thúc một cách khó chịu. Để làm vui cha, An Gia đến thử phòng xông hơi của cha mình, nhưng cô ấy lỡ nhầm dầu với nước, lửa cháy bùng lên toàn bộ, khăn tắm của An Gia cũng bị đốt cháy. Cha cô ấy la hét nói cô ấy đến đòi nợ, ông ta không quan tâm cô ấy có bị bỏng không. Sau khi quấn khăn tắm, ông ta đã đi. Bây giờ, người bạn thân là người duy nhất để an ủi An Gia, nhưng cô cảm nhận được người bạn thân sẽ rời thành phố này vào ngày mai, đi đến một nơi khác để phát triển. An Gia đã bị suy sụp và cầu xin người bạn thân đừng bỏ đi. Người bạn thân đã tức giận, cô ấy kéo dài để chăm sóc An Gia. Ngày mai là hạn cuối, người bạn thân cuối cùng cũng bực mình. Cô bạn không hiểu tại sao An Gia không ủng hộ quyết định của mình, nói rằng An Gia ích kỷ chỉ nghĩ bản thân mình mà thôi. Chính lý do này khiến hai người không hòa hợp. Ban đầu An Gia nghĩ rằng béo phì là vấn đề lớn nhất của cô ấy. Tuy nhiên, khi giảm cân, cuộc sống của cô ấy không chỉ không được cải thiện, mà ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn. May mắn thay, cô ấy vẫn có một cậu bé mập luôn bên cạnh cô. Trước cửa nhà, An Gia gửi một nụ hôn vào cậu bé mập. Điều này làm cậu bé mập phấn chấn lên. Vào ngày đó, cậu bé mập mua một bó hoa, anh ấy đã quyết định tỏ tình với An Gia. Nhưng khi anh ấy nhìn vào qua cửa sổ, cảnh tượng bên trong đã làm anh ấy kinh ngạc. An Gia đang hôn cùng với người bạn trai cũ. Người bạn trai cũ của cô không thể quên An Gia, chỉ vì tình cũ không rủ cũng đến. Vì vậy, anh ta xuất hiện với bó hoa trong tay, than phiền rằng bạn gái hiện tại của mình không biết về sở thích của anh, cũng vì con gái dễ nghe lời mật ngọt bên tai. Thế rồi anh ta mong muốn quay lại với An Gia. An Gia không hề từ chối, hai người cuối cùng trở thành tình nhân một cách tự nhiên. Hai người bắt đầu hừng hực tình cảm. Nhưng cảnh này lại bị cậu béo phát hiện, cậu ta cảm thấy thất vọng và bỏ đi. Sau cơn say nắng, bạn trai nói một câu, việc chúng ta chia tay khiến em trở nên tốt hơn. Khi nghe câu nói này, An Gia tức giận, cô không muốn ràng buộc tình yêu với cân nặng của mình nữa. Nhưng bạn trai lại không quan tâm. Anh ta nói rằng chỉ cần cô béo lên rồi giảm lại là được. Sau đó, An Gia đã hiểu rõ, bạn trai chỉ yêu ngoại hình mảnh mai của cô. Cô đã giận dữ đuổi bạn trai đi, cô không hiểu tại sao lại tự tay phá hoại mọi thứ. Sau khi đạt được mục tiêu, cô phá hoại mọi thứ để cô béo hơn. Cô cảm thấy rối ren, nếu cô không giảm cân để quay lại với bạn trai cũ, thì đó là để làm gì? Cô muốn tìm cậu béo để than phiền. Nhưng lần này, cậu béo không trả lời cô nữa. Bạn trai của An Gia giờ đây rất thất vọng với cô, và anh ta muốn cô không là bạn của anh ta nữa. Anh ta lấy một quả táo hỏng cho An Gia xem, đó là thứ mà An Gia thực sự là một người khác. Cô không chỉ buông bỏ bản thân mình mà là vô tư. Sau khi nói xong, anh ta rời đi trên xe hơi. Trong giây phút đó, An Gia cảm thấy như cô bị bỏ rơi bởi cả thế giới. Cô khóc đi trên đường, nhưng bị theo đuổi bởi một nhóm côn đồ đi xe máy. Cô chạy không ngừng nghỉ, đi vào cánh đồng lúa. Nhóm côn đồ không tìm thấy cô nên phải bỏ đi, không có đâu để đến của An Gia, nên cô ngủ trong cánh đồng lúa. Sáng hôm sau, An Gia vẫn đang ngủ. An Gia không hề hay biết, xe gặt lúa đang tiến tới phía mình từ đằng xa. Đây là khu vực mù quan sát, tài xế không thể nhìn thấy An Gia. Xe gặt đang tiến gần và gây ra nguy hiểm. Một công nhân phát hiện nguy hiểm và đã cứu cô. An Gia mới nhận ra người cứu mình là bạn trai của mẹ. Để cứu An Gia, ông ta gần như quên mình để giải cứu. Hai người đã nói chuyện với nhau. An Gia biết rằng ông ta thực sự yêu mẹ của mình, vì ông ta sẵn sàng thay đổi vì mẹ cô. Sau khi trải qua những sự việc, An Gia hiểu rằng đã đến lúc cô ấy phải trưởng thành hơn. Thế rồi An Gia đã đồng ý cho ông ta và mẹ mình qua lại với nhau. Khi An Gia đưa người đàn ông đến nhà, mẹ cô đã rơi lệ vì xúc động. Nhìn thấy mẹ, An Gia như rơi lệ, cô nhận ra sự ích kỷ của mình trong quá khứ. Sau đó, cô đã chạy đến nhà bạn thân để xin lỗi và khóc. Là một người bạn, dù sao đi nữa, cô cũng phải tôn trọng quyết định của bạn, và cô sẽ vui vẻ đưa bạn ra khi bạn bắt đầu đi. Cuối cùng, bạn thân đã cười thay vì khóc. Cô ấy biết rằng An Gia đã trưởng thành, cô bạn thân có thể rời đi để phát triển sự nghiệp của mình. Khi An Gia dần tìm lại chính mình, cuộc sống của cô dường như quay trở lại đúng với quỹ đạo. Tất cả những điều tốt đẹp đến với cô trong thời điểm này. Người cha đầy tội lỗi cuối cùng đã xuất hiện trước cửa nhà của cô. Ông ta bước xuống xe sang trọng, mặc chiếc áo khoác kỳ quặc mà An Gia nhớ đến. Người cha nhảy nhót với bài nhảy mà cô ấy yêu thích. Ông ta nhận ra lỗi lầm của mình, muốn bù đắp cho con gái. Lần này An Gia giơ hai ngón tay cái lên, đồng nghĩa tha thứ cho cha. An Gia cuối cùng đã có tình yêu của cha mẹ đầy đủ. Hiện tại trong lòng An Gia chỉ còn một vấn đề cuối cùng chưa được giải quyết, đó là cậu béo. Trước đó anh béo đã đề xuất muốn cô đến hiện trường chạy marathon để cổ vũ cho mình, nhưng An Gia chỉ biết khi đến hiện trường mới biết cậu béo sau đó trở nên rất buồn, tuyệt vọng, bắt đầu tự làm tự diệt. Hôm nay cũng không tham gia cuộc thi. An Gia tìm được anh ta, cô quả quyết với anh béo. Cô đã vì sự đồng hành của anh ta để vượt qua thử thách giảm cân. Đó là anh ta đã dạy cô cách yêu bản thân. Sau khi nói xong, cô kéo anh béo lên đường chạy. Phim kết thúc ở đây, chúng ta vẫn muốn tìm kiếm bản thân hoàn hảo hơn, nhưng chỉ để được người khác công nhận, nhưng chúng ta lại quên rằng cuộc đời ngắn ngủi. Tìm kiếm cách sống cho chính mình mới là ý nghĩa thực sự. Đừng cố than phiền cuộc sống nữa. Người yêu bạn muốn bạn trở nên tốt hơn, nhưng muốn trở nên tốt hơn thì chỉ có bạn tự làm được. Bạn đang giảm cân không chỉ vì mùa hè hoặc ai đó. Mỗi bước đi và nỗ lực của bạn đều xứng đáng được tán thưởng. Mỗi nỗ lực của bạn cũng đáng để điều đó được hoan nghênh. Bộ phim đã đến hồi kết, tên phim mình để dưới phần mô tả, các bạn lên Google tìm kiếm. Hãy ủng hộ kênh bằng những lượt like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.